Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền thì đang sinh sống và làm việc ở tại huyện Xuyên Mộc ha, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cô chú chị nào mà có bất động sản cần bán dưới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là huyện Xuyên Mộc ha. Nếu mà cần bán thì liên hệ em Điền nha, em Điền sẽ giới thiệu và kết nối cái khách mua tới cho quý anh chị mình nha. Rồi hôm nay em đi xin được giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản nhà vườn rất là đẹp luôn. Đẹp nhất từ trước tới nay mà em Điền quay ở tại huyện Xuyên Mộc ha. Những cái bất động sản mà đang cần bán ha. Đó. Thì lúc trước em Điền đã có quay nhà vườn này rồi, nhưng mà nhà vườn này thì lúc trước là cũng chưa có hoàn thiện xong đó. Nhưng mà hôm nay bất động sản nhà vườn mình đã hoàn thiện xong rồi và nhìn rất là khang trang và đẹp đẽ đúng không anh chị ha. Đó. Thì trước khi giới thiệu bất động sản thì em Điền sẽ giới thiệu sơ cái vị trí mà em Điền đang đứng ha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì vị trí của em Điền đứng đây thì ở xã nhưng mà chẳng khác nào ở thị trấn Phước Bửu ha, cũng như là Bà Tô. Đó. Thì đi ra thị trấn Phước Bửu khoảng một cây số thôi là mình ra trung tâm đó rồi. Nói chung là ở xã nhưng mà tiện ích thì thị trấn. Đó, ra rất là gần ha, ra thị trấn anh chị đã biết rồi. Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, ủy ban nhân dân, nói chung là trung tâm hành chính huyện luôn. Đó, đi ra ngoài đó là một cây số thôi, bán kính một cây số thôi anh chị. Đó. Và chỗ mình là xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm anh chị nha, xuống khoảng là 8 km. Thì mất cái thời gian mà di chuyển của mình khoảng 10 phút là xuống biển rồi anh chị. Xuống ngã tư Hồ Tràm anh chị ha. Đó. Mình đi ra hướng này nha. Đó, hướng em địa chỉ đây, đi ra gặp ngã ba, ngã tư gì nè. Rẽ tay trái mà và mình chạy một gặp một ngã tư nữa mình rẽ phải, mình đâm thẳng ra quốc lộ 5 đó. Quốc lộ 5 đó thì mình đi giao với đường siêu phức cơ nữa ha, đi thẳng xuống biển là 8 km thôi. Và vị trí này mà Sài Gòn của chú chị di chuyển về đây mất khoảng đâu là 2 tiếng đồng hồ thôi. Tương lai có cao tốc nữa thì chắc xuống khoảng 1 tiếng rưỡi thôi là tới ngay vị trí bông xã mình rồi ha. Đó, nhà vườn hôm nay em giới thiệu đặc biệt rất là đẹp luôn anh chị, cực kỳ đẹp luôn đó. Và hướng ngược lại em đừng quay đây thì đi vào khu dân cư ha. Nói chung là khu này là chuyên về cái nghỉ dưỡng ha, nghỉ dưỡng và kinh doanh dịch vụ du lịch đó. Đa số là các anh chị đi biển, các khách hàng, các du lịch đi biển thì đa số đi ra ngoài đó tắm biển, ăn hải sản xong rồi vào đây nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng trong này ha, ăn chơi trong này đó. Đa số là vậy ha. Thì hôm nay em Điền giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản nằm trên mặt tiền đường này, 1.300 m² đó. Có sẵn nhà này, có sẵn những cái phòng ốc villa đang sẵn cho thuê luôn anh chị ha. Hiện tại gia chủ mình đang kinh doanh luôn, đang kinh doanh cực kỳ tốt luôn anh chị. Tính ra là gần 1.400 m² anh chị. Và trong bất động sản mình ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ quay cái bất động sản của mình ha. Đây, bất động sản mình thì đang có diện tích là 19 ha. Đón hướng đón gió rất là mát. Ranh từ đây nè anh chị ha. Từ đây đó. Qua bên kia là 19 m. Và chiều sâu vào trong là 75 m. Ở trước thì có những gia chủ mình set up những cái cây vườn ha, trừa vô một khúc ha, trừa vỉa hè, làm vỉa hè set up cây cảnh ha, tiểu cảnh rất là đẹp đó. Cây cối nè, nói chung là những cây kiện không à. Đó, trải qua do kia luôn. Và có một cái cổng cực kỳ đẹp luôn, cổng mái ngói ha. Ô tô đi thì thoải mái rồi, không phải nói rồi. 16 chỗ đi Vivu ha. Đi vào cái cổng này 16 chỗ đi Vivu, xe khách lớn đi Vivu anh chị. Đó. Qua tới bên kia ha, giáp với lại cái rào bên kia là 19 m. Đó. Và giá thì em Điền cũng xin được báo giá luôn ha. Trước khi báo giá thì em Điền nói luôn là bất động sản mình thì hiện tại là đang phủ hồng toàn bộ. Gia chủ mình đã đăng ký là 300 thổ cư rồi. Nhưng mà chưa có tiền để mua ha, để lấy ha. Nhưng mà sau này cô chú chị có thể mua thì có thể là đóng tiền và lấy thổ cư thôi. Nói chung là ở Đức xã thì rất là dễ về vấn đề này ha. Và giá gia chủ mình đang cần bán nha, thì nói với em Điền, em Điền nói với lại quý khách hàng lại thôi ha. Thì giá được 12 tỷ gia chủ mình mới bán á chị đó. Thì em Điền sẽ báo giá trước vậy. Và bất động sản nhà vườn này tất nhiên là thực sự ra bỏ một số tiền này mà để mà mua về nghỉ dưỡng thì cũng khá là tiếc ha anh chị ha. Nói chung là cũng phí phạm lắm đó. Nói chung là mua 10 mấy tỷ mà để về nghỉ dưỡng không rất là phí đó. Nhưng mà bất động sản này
Nếu mà cô chú chị nào mà có cơ sở kinh doanh hay là tập đoàn gì đó ha, mà có một sở hữu bất động sản này, có thể là mình làm hội nghị hoặc là họp hành ở dưới này, hay hoặc là dẫn nhân viên hay là đối tác về dưới này tham quan bất động sản dưới hồ tràm này rất là đã luôn anh chị. Đó. Nói chung là cô chú chị mình mà mời đối tác về đây, nghe nói một bất động sản nhà vườn mà nằm 1.000 gần 1.400 mét vuông mà có nhà vườn dưới hồ tràm thì quá là hoành tráng luôn anh chị. Đó. Rồi bây giờ em Điền chính thức bước vào trong này ha. À, mình bước vào trong bất động sản thì có những cái tiểu cảnh này, đó rất là đẹp. Thì thực sự ra video này em quay thì cũng so đối với lại những video khác thì video này tương đối là dài anh chị. Em Điền quay hết từ đầu tới cuối luôn. Nó sâu tới 75 mét lận. Đâm ra là quá trình em Điền quay thì vừa đi vừa quay thì có rất là nhiều cái chi tiết để mà giới thiệu tới cô chú chị. Đó. Mình cố gắng mình xem hết video nha. Để mà cô chú chị mình có thể là mình không mua được bất động sản nhà vườn này thì mình có thể là mua những cái bất động sản nhà bất động sản khác ha, vườn trống, thì để mình có thể mình học hỏi những cái tiểu cảnh này mình set up sao nó cho nó hợp lý với mình đó. 12 tỷ thì cũng không phải là không phải ai cũng có cái tài chính lớn này đâu ha. Đó. Mời cô chú chị mình cùng xem nha. Đó. Bên này thì có những cái phiến đá nhỏ này ha, khắc chữ trên này, vẽ chữ trên này đó. Và trong bức trên cái bất động sản mình thì có những cái cây cũng có giá trị tương đối là lớn á chị ha, như cây cây tùng này, cây tùng dương này đó anh chị thấy này. Nhìn cái thân cây không là biết rất là nhiều năm tuổi rồi đó. Đó, cây này vận chuyển không là cũng cả mớ tiền rồi, chưa nói tới giá trị cây này đó. Gia chủ mình rất là chịu chơi ha, và cái phiến đá này nữa đó, phiến đá này cũng là một mớ tiền đó, nhìn vậy đó nhưng mà một mớ tiền đó gì ha. Nói chung là em Điền cũng không có kể chi tiết cái giá tiền ra được đó. Và cái lối đi này nè, gia chủ mình làm cái lối đi những phiến đá ha, những phiến đá đặt đó. Trải dài từ từ đầu này tới cuối luôn anh chị. Cái lối này đi không là gia chủ mình đầu tư khoảng gần 1 tỷ rồi đó, phiến đá nguyên khối anh chị đó, được lợp như vậy đó. Đó, mình đi vào thì cái lối vào thì cả hai bên đều có những cây cối hết. Đi vào đây thì rất là mát luôn. Cái vị trí ấp Tân Trung này thì dường như là cái vị trí khí hậu mát nhất của cái xã Phước Tân ha. Đó. Được cái là gần rừng nguyên sinh, đó nên là hưởng thụ được cái khí hậu trong lành từ cái rừng đó chị. Rừng rất là lớn. Ở đây là phòng riêng ha, nói chung là gia chủ mình đang cho thuê, cũng đang làm kinh doanh cho thuê ha. Cho thuê villa, cho thuê theo ngày anh chị. Đó. Thì bước vào đây là cái phòng khách đó chị ha. Phòng khách. Đó. Và lui phía sau thì bếp ha, bếp phía sau. Xíu xíu Điền sẽ lui sau đó ha. Em Điền quay ở trên trên này trước. Đây. Đặc biệt là cái chỗ mình là có một cái phòng karaoke riêng luôn anh chị, dành cho khách thuê ha. Đó. Phòng này thì nói chung là kính chẳng khác nào phòng karaoke khác, những phòng karaoke kinh doanh khác ha. Đó. Dàn loa rất là đã luôn anh chị, có đèn chiếu sáng, đèn ấy luôn ha, đèn theo nhạc. Đó. Đây đây là cái trần từng nhà của mình này, có đèn trầm đồ này kia rất là đẹp. Tivi rất là to luôn chị. Rồi tiếp tới phòng karaoke là phòng khách, hồi này em Điền quay rồi ha. Và cái cửa này là vô là phòng phòng ngủ. Phòng ngủ thì nói chung là phòng ngủ này có hai cửa ha, em Điền mở cửa dưới này đó. Đây là bên này tủ đồ ha, và đây có hai phòng ấy, lộn xin lỗi chị, một phòng có hai giường, giường đôi ha. Đó. Dành cho khách thuê, nói chung là khách thuê cũng được, và mình đây là mình làm một cái nhà riêng để mình ở cũng được ha. Đó. Đây là một phòng thôi, còn ở phía sau rất là nhiều phòng ha anh chị ha. Rồi đây là một phòng nha. Nói chung là cái nhà này thì đang có, hồi trước là tách đôi hai phòng, bây giờ là nhập lại một phòng luôn rồi ha. Đó. Dành cho mục đích là cho thuê ha. Đó. Rồi dưới này xuống dưới này là không gian bếp này, bếp núc này. Nội thất trong này thì cũng tương đối là sang trọng đó chị, đèn trầm rồi la phong này kia ha.
bếp này, tủ lạnh này. Đây có một cái phòng tắm này, phòng tắm decor rất là đẹp, đèn đốm gương đồ ha, rất là đẹp. Tủ cũng nhìn cũng sang nữa. Rồi xuống dưới này là toilet ha, đây toilet. Và cái lối này là lối đi ra phía sau vườn ha. Rồi bây giờ em đi vòng ra đây. Rồi. Thì hồi nãy em đi quay tới đây là bếp nè, cái bếp này. Đó cái lối đi phía sau của cái nhà mình ha. Và ở sau này có một cái không gian nhà tiền chế nữa, thì xung quanh đều lắp không gian mở ha, bằng kính hết đó chị. Ở dưới và ở trên luôn. Này có một trệt một lầu này, đó. Đây là lối cầu thang lên, xíu em điền sẽ lên trên này ha. Em điền qua dưới này trước ha. Đó. Đây khu vực lui phía sau, ở sau của mình là đang có hồ bơi luôn chị. Hồ bơi được dọn dẹp 24/24, rất là sạch sẽ. Xung quanh bất động sản mình thì đã có rào kiên cố hết rồi ha. Rào ấy và đèn đốm trên các trụ luôn. Rất là nhiều cây cảnh rất là đẹp và có giá trị cao. Ở dưới tầng trệt thì đang có là 3 phòng ha. 2 phòng đôi, 1 phòng đơn. Thì đây, đây một phòng ha. Em điện sẽ vô quay review trong cái phòng của mình luôn. Đó. Đây phòng đôi ha. Đây có phòng đôi. Phòng này thì không có cái sofa giống bên kia có một cái không gian ghế sofa cho mình ngồi nữa ha. Đây, tủ đồ, phòng đôi. Và lui phía sau đây là phòng đơn này. Nói chung là phòng đơn này thông với lại phòng phòng đôi này ha. Đó. Toilet riêng thì nằm mình phải sử dụng chung với lại phòng phòng đơn này. Đó, toilet nằm dưới kia ha. Đó, toilet kết hợp phòng tắm luôn. Đây là cái lối đi riêng của hai phòng này ha. Đây cũng có hai giường này, có hai giường ha. Và đây có một bộ ghế sofa ha, để ngồi uống nước, ngồi nói chuyện uống nước ha. Rồi trong này là cái toilet mà dường như là một toilet và đây đây có toilet riêng trong này nha. Đó, đây toilet riêng. Trên này có những cái kệ tủ này. Chỗ này mà cô chú chị mua về mà để tiếp khách tiếp đối tác thì quá đẳng cấp luôn. Cái gì bất động sản gần 1.400 m² mà có set up đầy đủ phòng ốc xây dựng đã hoàn thiện hết luôn đó, quá là đẳng cấp. Những cái thế đất chập chờn ha, uốn lên uốn xuống nhìn rất là thơ mộng luôn. Cái gì ở phía trên thì có một đây em điền lên phía trên nha, lên phía trên thì có một phòng nữa, nhưng mà phòng này là giống như là phòng phòng ngủ lớn nhất luôn ha. Trên này phòng là có 4 giường luôn chị, có toilet riêng luôn. Bốn giường luôn ha. Đó. Phòng ngủ lớn nhất và có trang bị đầy đủ những cái rèm kéo riêng từng 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 giường này, có thêm cái nệm secure nữa. Và ở ngoài đây không gian của mình có thể là bố trí những cái bàn ăn sáng, điểm tâm sáng này, cà phê, pháo ở đây ha, và có thể ngắm cảnh. Nói chung là xung quanh đây thì có những rất là nhiều nhà vườn, rất là nhiều cái villa cho thuê ở đây. Đặc biệt ở đây là chuyên kinh doanh về cái mảng là du lịch anh chị ha, du lịch nghỉ dưỡng ha. Bên này có Mọc Villa này, và bên này là có nghỉ dưỡng Suối Tre nè. Và hồi trước em Điền có quay một cái Tân Gia Trang bên này đó, là Tân Gia Trang đó là bán rồi. Nói chung là Tân Gia Trang đó nguyên khu đó là của Hồ Quỳnh Hưng mua anh chị.
nằm kế đất mình luôn ha, rất là gần. Và kế bông sả mình là hồi trước em Điền có rao bán một cái bông sả này ha, trước là đất trống thôi mà bây giờ người ta mua người ta sử dụng rồi ha, đó làm nhà vườn rồi đó. Rất là đẹp, nói chung là nằm cái khu này là đặt khu nhà vườn luôn anh chị. Bông sả mình có hồ bơi riêng dưới này này, à, bây giờ em đừng quay này. Ở ngoài đây thì có một cái nhà lục giác, nhà nghỉ mát, ở dưới thì đang tận dụng làm một cái phòng ha, phòng ngủ dưới này ha, đó, phòng ngủ cho khách, một phòng hai giường luôn ha, đó, hai giường luôn, có điều hòa, có đầy đủ ha, đầy đủ tiện tiện nghi. Rồi lui phía sau này thì đây là không gian hồ bơi này cho các em nhỏ mình có thể tắm hoặc là mình có thể xuống tắm dưới này luôn ha. Gia chủ mình làm đây là một cái thác nước này, đây là thác nước ha, thác nước chảy xuống. Rồi bên này có những cái ghế nằm giống như là ghế ghế nằm ngoài biển vậy đó. Đây mới vô thì em Điền nhìn lần đầu tiên thấy thấy cái con này luôn này, con cái máy làm sạch hồ bơi này tự động ha, nó leo ghê lắm anh chị, nó leo lên trên mấy cái bực đứng đang thẳng đứng vậy luôn mà nó leo được luôn anh chị. Đó, dọn dẹp 24/24. Đó, nói chung là đây là coi như cái hồ bơi giải trí của mình ha. Đây, và trên này thì em là trên nhà lục giác nha. Nhà lục giác này thì trên này thì bố trí những cái bàn điểm tâm sáng hoặc là uống cà phê giống như bên kia thôi. À, mình có thể là ra đây mình trò chuyện ngoài này ha. À, vừa coi con em chúng ta tắm dưới này mà mình có thể là ngồi đây mình trò chuyện ha, và nói chuyện trong này ha. Một cái nhà vườn rất là đẹp. Thực sự là không phải là em khen để em bán đâu mà thực sự là em quay cô chú chị cũng có thể thấy đó. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn á chị. Rồi em Điền cũng dường như là em Điền quay từ đầu tới cuối rồi anh chị ha. Đó. Đây đây có một cái toilet riêng nằm ngoài đây nữa. Nãy giờ em chị Điền chưa thấy, giờ em Điền mới thấy luôn nha. Đó, nằm riêng toilet, phòng tắm nằm riêng ngoài này nữa ha. Rồi nói chung là video này thì em Điền cũng nói từ đầu rồi đấy, giá bán là 12 tỷ, được 12 tỷ gia chủ mình mới bán. Mình có thể là mình coi tham khảo cũng được ha. Rồi mình có thể là mua bất động sản mình chăm chút cái nhà vườn của mình học theo cái nào hay mình học ha. Làm theo. Rồi em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây nha. Cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi em Điền trong những thời gian qua. Em Điền cũng xin được dừng video và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip tuần sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.